Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các đại biểu khách quý. Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhận trọng trách cao cả này. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trở biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì quốc tế cao cả. Những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là trước hết. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới, kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn nội lực, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn.
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xử lý hiệu quả từ sớm từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với sự thống nhất giữa ý chí, lòng dân, hòa quyện, cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Tôi kính mong nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành, các địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để tôi hoàn thành trọng trách được giao. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã tin cậy, giao cho tôi trọng trách lớn. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.